trang nam vui lắm mọi người ơi. Nên lần nào cũng có người nhận ra hết trơn á. Nhận ra là cứ tự nhiên là đây nhìn ai hoài à. Đây là ca mật mộc, không một chút tự tin. Thương ca cũng nỗ lực làm đẹp lắm chứ, nhưng mà mí cứ sụp, mũi sữa rồi mà cũng không có ưng. Ca muốn đẹp tự nhiên, ca muốn được nghe ngoài đời thật. Ta-da! Em là Sơn Ca phải không? Dạ đúng rồi. Ôi, ban đầu là bác sĩ khuyên ca nên cắt mí, cắt cánh mũi, thu gọn đầu mũi một chút. Tuy nhiên là ông bà mình có bảo là đầu tròn mũi lon vẫy mũi lọc, con sợ mất lọc lắm bác sĩ ơi. Bác năn nỉ mãi không có được, nên là đành quyết định không cắt cánh mũi và sẽ tinh chỉnh làm sao cho hài hòa với gương mặt của ca nhất. Ngoài Việt Nam vui lắm mọi người ơi, lên lầu nào cũng có người nhận ra hết trơn á. Gặp ca là cứ tự nhiên là đây nhìn ai hoài à. Khúc này trời ơi, với ca hồi hộp à. Ứng bên là nhắm mắt và mở ra. Và đây tiếp đây Sơn Ca phiên bản 5.0. Giờ đây ca tự tin khoe diện mạo mới và rất nhiều dự định mới đang chấm nở. Đến với Gangnam lột xác và cùng chạm tới hào quang như Sơn Ca nha.